Ở cái phần mặt sau của cái mạch điện này thì nó bao gồm cái mạch bót nguồn này mọi người này. Đấy, hai cuộn dây các thứ này, mấy con IC này, IC nguồn này. Thì nó sẽ tạo ra cái dao động và kết hợp với cuộn dây đồng này. Nó sẽ là bót nguồn. Và cái bên trên cái nút điều khiển ấy, cái nút điều khiển đấy nó chính là sẽ thay đổi cái duty sung cho con IC này, nó băm với cái cuộn cảm này. Thì nó sẽ tạo ra các mức áp khác nhau. Ngày hôm nay mình sẽ thử bóc hộp một cái sản phẩm 152.000 mua từ trực tiếp shop bên Trung Quốc. Và với cái sản phẩm Trung Quốc này nhưng mà cũng sẽ rất là nhiều người cần, đặc biệt là những người mà hay lao động những cái khu vực mà nắng nóng mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành rạch cái sản phẩm mình ra cho mọi người xem. Đây là một cái sản phẩm mà nó là một cái loại quạt làm mát cái thắt lưng. Đó thì đối với ngày trước đây thì người ta thường bán những cái loại mà quạt áo điều hòa ấy. Còn đối với bây giờ thì nó lại có thêm một cái sản phẩm nữa để làm mát và nó không cần phải mặc áo. Thì người ta sẽ có một cái giải pháp, đó chính là một cái cục như này cài vào thắt lưng đằng sau và nó sẽ thổi gió trực tiếp vào trong cái lưng của chúng ta, sẽ làm mát cái khu vực vậy. Bây giờ mình sẽ thử bóc cái này ra. Với cái sản phẩm này thì nó sẽ đầu tư rẻ hơn rất là nhiều so với cái áo điều hòa ngày trước. Áo điều hòa thì nó sẽ bao gồm là cả áo này và cả những cái quạt rồi là pin tích điện. Còn đối với cái này thì nó chỉ cần có một cái sản phẩm này là chính thôi. Đây. Đó. Đây là một cái cài thắt lưng đây. Còn cái này là áo chúng ta vén lên, chúng ta cài vào đây để cái lỗ này nó sẽ là lấy gió từ cái chỗ này vào để thổi lên trên đây. Đây là cái khe gió này. Đi theo nó là có một cái này để đeo vào cổ ví dụ vậy. Nếu chúng ta không muốn làm mát lưng, chúng ta đeo để làm mát ở khu vực cổ các thứ thì sẽ đeo cái này. Còn đây là cái dây sạc này. Dây sạc này thì chúng ta có thể lấy cái dây sạc từ điện thoại Type-C là tai phổ biến nhất bây giờ, iPhone 15 hoặc là tất cả các thiết bị Android bây giờ đều sử dụng chân tai này, cho nên là rất là tiện. Đó. Ngoài cái việc mà chúng ta dùng cái này để mà sạc cho cái cục chính của nó thì cái dây này cũng có thể là chúng ta sẽ lấy cái dây này để mà sạc cho điện thoại khác, là một cái sạc dự phòng. Sẽ thử xem nào. Đây là đèn pin này. Đây là quạt gió này. Mình xem nó có mấy tốc độ không nha. Đó. Nó có 3 tốc độ mọi người nha. Đầu tiên là tốc độ sáng trắng này, tốc độ tím này, tốc độ thứ hai này. Tốc độ xanh lá cây là tốc độ thứ ba. Là tốc độ này là kiểu như là khỏe nhất. Bây giờ mình thử xem cái lượng gió nó xem như nào. Nói chung là cũng gọi là tương đối. Nó đây. Đây, đây, đó đây. Nó cũng không gọi là quá mạnh. Nhưng mà nếu như mà người ta sản xuất để người ta cân đối được cái giá thành cũng như là được cái thời lượng mà sử dụng lâu dài ấy, thì bắt buộc người ta sẽ phải cân đối về cái phần công suất. Tốc độ gió thì liên quan đến phần công suất đấy. Cho nên là nếu như mà làm mà nó tít quá thì cái thời gian sử dụng sẽ ngắn. Ngoài ra đây mình thấy rằng nó có cái cao su này kiểu chống sốc này. Đây. Đó, đèn pin thì nó chỉ có một cái bóng đèn LED gọi là sáng hình như giữ liệt thì phải. Đấy. Gọi là trường hợp khẩn cấp hay là trường hợp nào mà dùng tạm thời thì ok. Còn đèn LED này cũng không sáng lắm. Nói tóm lại thì khi mà có nó thì cũng chắc chắn nó sẽ đỡ hơn đấy. Lượng gió nó thì cũng không phải là quá ít đâu. Đây. Đấy. Đây. Cũng không phải là quá ít. Nói chung khi có nó thì nó cũng sẽ đỡ mồ hôi rất là nhiều. Đấy. Đấy, cũng tương đối. Giờ mình nghĩ rằng là đối với cái dung lượng pin mà nó quá lớn thì nó sẽ gây rất là nặng. Mà nếu như dung lượng mà nó để nhỏ thì tốc độ mà cao gió rất nhiều ấy, tốc độ cao mà gió nhiều thì sẽ nhanh hết, cho nên là chắc chắn là người ta sẽ cân đối rồi. Bây giờ mình sẽ bóc thử ra nhé để trải nghiệm xem như thế nào. Mình chưa nhìn thấy ốc đâu, khả năng nó sẽ nằm ở đằng sau cái các cái viền chống sốc này. Cái nhựa cao su này chính là chống sốc này. Đây chính là cái các chân ốc đây. Bây giờ mình sẽ thử tháo ra nhé. Để xem bên trong nó sử dụng pin gì. Với cái này mình thấy pin của nó khá là nhẹ thì chắc là dung lượng nó sẽ không lớn lắm. Hoặc là mình là dân kỹ thuật thì mình có thể độ thêm được, hoặc độ tốc độ cao hơn nữa. Miễn là nó có cái form như này thì chế cháo thứ nó sẽ nhàn hơn. Cũng như là mình thấy cái sản phẩm này nó bán trên các cái sàn thương mại điện tử ấy, bán rất là nhiều.
chứng tỏ là cái nhu cầu của người ta sử dụng cái này rất là nhiều. Đây à, cái này sử dụng pin dẻo mọi người nhé. Pin dẻo nó có một cái điều rất là hay, đó chính là nó sẽ gọn nhẹ, gọn nhẹ và nó được cái dung lượng vẫn cao. Cái phần này, phần mạch điều khiển này, điều khiển này thì sẽ điều khiển công suất các thứ này. Nói tóm lại thì cái này nguyên lý nó cũng rất là đơn giản thôi, nó chả có cái gì cả, chỉ có pin là chính này, pin này, rồi là cái quạt gió này. Đó, quạt gió này sẽ sử dụng là quạt gió theo kiểu là quạt sên. Quạt sên này nó có cái điều hay hơn là cái quạt kia là nó sẽ làm được ngang ra như này, cho nên là cái không gian này sẽ mỏng này, chiều này mỏng này. Còn đối với mà nó sử dụng cái quạt mà quạt vuông ấy thì mà nó to như chiều này thì tức là tương đương với cái bộ này nó sẽ dày tầm này trở lên. Đó, mình thấy rằng nó có rất là nhiều loại, nhưng mình vẫn chọn cái loại này, nó mỏng hơn này. Còn viên pin ở đây thì mình thấy rằng nó sử dụng cái viên pin này là cũng tương đối ổn đấy mọi người nhá, tương đối ổn đấy. Sử dụng 2 cell này thì chắc là nó cũng rơi vào khoảng tầm 5.000 đến 6.000 mAh đấy. Nói chung là nó cũng đúng đúng với cả công bố, cũng tương đối ổn. Đó, pin này thì chắc chắn là pin mới rồi, bởi vì nó là sử dụng pin dẻo này. Còn nếu như mà nó sử dụng cái loại pin mà 18650 ấy, thì cái loại đấy rất nguy hiểm. Nó sẽ hay sử dụng từ những cái cell cũ ra. Cell cũ thì không phải là không tốt, nhưng mà nó cái tỷ lệ tốt của nó thì mình chọn được là nó rủi ro lắm. Còn đối với mà cell mới này thì vẫn là ổn hơn. Đấy, đây là cái bên trong của nó đây. Quạt gió thì cũng chả ghi cái gì cả, bởi vì đây là một sản phẩm giá rẻ thì không yêu cầu được nhiều. Vừa có pin, vừa sạc dự phòng cho điện thoại, vừa có đèn pin, vừa có quạt gió. Thì như này cũng thấy là khá là ổn rồi. Với cái quạt này thì mình thấy rằng nó sử dụng cái nguyên lý là hai cái cell pin nó sẽ là chập song song. Chập song song thì tức là tương đương với 3,7V. Và như vậy thì nó sẽ không cần phải cân bằng cell pin giữa hai cái cell. Khi mà nó mắc song song như này thì điện áp của nó và cái dung lượng nó sẽ là đồng đều. Như vậy là pin nó sẽ bền hơn. Đây mọi người thấy rằng là điện áp của nó đang là 3,8V này. Và mình nghĩ rằng khi sạc đầy lên 4V2 thì chắc cái quạt này nó có thể là nó sẽ chạy nhanh hơn chút nữa. Đó, đây là 3,8 này. Bây giờ mình sẽ thử đo hai chân quạt này nhá. Với cái chức năng hoạt động nó là chức năng số 1 này. Thì đây là chính là hai cái chân điện áp của quạt gió này. Ở đây thì cái mức đầu tiên của nó thì nó xuất ra ở chân quạt này là 5,49V, tức là 5,5V này. Mức thứ hai này là 6,6V này. Mức thứ ba là mức độ cao nhất này thì nó lên là 9V, xấp xỉ 9V. Nếu như mà cái quạt này mà nó có thêm một cái mức bót nguồn nữa lên 12V thì chắc chắn là cái quạt này nó sẽ chạy rất là mạnh. Nhưng mình nghĩ rằng là chắc là do người ta cân đối thời gian dùng, cho nên là người ta sẽ để cái mức này để cho nó phù hợp nhất. Đó, đây là tắt. Ở cái phần mặt sau của cái mạch điện này thì nó bao gồm cái mạch bót nguồn này mọi người này. Đấy, hai cuộn dây các thứ này, mấy con IC này, IC nguồn này. Thì nó sẽ tạo ra cái dao động và kết hợp với cuộn dây đồng này, nó sẽ là bót nguồn. Và cái bên trên cái nút điều khiển ấy, cái nút điều khiển đấy nó chính là sẽ thay đổi cái duty sung cho con IC này, nó băm với cái cuộn cảm này. Thì nó sẽ tạo ra các mức áp khác nhau. Bây giờ mà chúng ta muốn can thiệp cái tốc độ của nó thì chúng ta sẽ can thiệp vào cái lệnh mở duty sung này. Thì cái quạt gió này nó sẽ thay đổi, tức là cái mức bót áp nó sẽ cao hơn. Nhưng mà cũng cần phải tính toán, nếu mà nó vượt quá thì có thể dẫn đến là bị cháy quạt hoặc là cháy IC này mọi người nhé. Đấy là cái nguyên lý thôi, chứ còn thực ra thì cái này với tốc độ gió là mình thấy cũng tương đối là ổn rồi. Cũng tương đối ổn. Đây, nó có một cái nút nhấn đây. Đấy, tốc độ đây. Tốc độ thứ nhất, tốc độ thứ hai này. Tốc độ thứ ba đây. Đó. Nói chung là cũng tương đối. Có cái này thì đi làm ở không gian, một số khu vực mình đi lắp ráp các cái thứ năng lượng mặt trời thì mình cài cái này thử vào thì chắc là nó sẽ ổn hơn. Thay vì việc mặc cái áo mà nó có quạt ấy thì làm những cái không gian mà không nhất thiết phải chống nắng thì cái này mình nghĩ rằng là hiệu quả hơn này. Đó. Rồi, và mình cũng sẽ để cái link sản phẩm mà mình mua được cái sản phẩm này nhá, cho những ai mà cảm thấy có nhu cầu mà cũng với cái tầm tiền mà chúng ta đầu tư nó phù hợp ấy thì mọi người có thể mua trực tiếp sản phẩm này. Còn ngoài ra thì trên các cái sàn thì mình thấy rằng nó sẽ có nhiều cái sản phẩm mà nó kiểu như là nó được đánh giá nó nhiều tiền hơn ấy, và nó được đánh giá cao hơn chút nữa, thì mình cũng sẽ tìm xem mấy cái sản phẩm cho mọi người có thể tham khảo nhé, ở dưới phần link mô tả của video này nhé. Đó, còn video này thì mình kết thúc tại đây. Xin chào tất cả mọi người.